Xin chào bạn đã quay trở lại với kênh bán hàng trực tuyến săn hàng rẻ.net. Hôm nay shop săn hàng rẻ xin giới thiệu với khách hàng mã nồi cơm điện tử 1.8 của Cookco. Hàng này made in Hàn Quốc nên bảng điều khiển điện tử của nó sẽ sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh nha. Đây ạ. Có sách hướng dẫn kèm theo nha. Màu đen phối trắng khá là sang trọng, dung tích 1.8. Chúng ta có thể đây ấn vào đây để mở nồi. Đây là lòng nồi, đây là hai tay cầm lên này, và bên trong nó là một cái vỉ hấp nha. Chúng ta có thể tháo cái phần trên này vệ sinh dễ dàng bằng cách ấn hai cái tay vào đây và mở cái nắp này ra. Đó, hàng chuẩn chính hãng, hàng có sẵn tại web sanhangre.net. sản phẩm này bảo hành 2 năm nha. Hàng có sẵn tại web sanhangre.net. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.